Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin bóng đá Việt, nơi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất của bóng đá trong nước và khu vực. Thưa quý vị, AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 là cuộc chiến quan trọng không chỉ của riêng huấn luyện viên Park Hang-seo mà còn của cả đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. Nên chiến lược gia người Hàn đang chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho trận ra quân đầu tiên vào ngày 21 tháng 12. Trong những cái tên xuất sắc được triệu tập, ông thầy 65 tuổi cũng đã tìm được ra cho mình bộ khung ưng ý cho chiến dịch lần này. Tỉ mỉ và chi tiết trong những ngày cận kề với trận đấu đầu tiên, đó là cảm nhận chung trong buổi tập thứ hai của đội tuyển Việt Nam tại Lào. Ngay sau khi đặt chân xuống sân và quan sát, huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu các trợ lý và nhân viên kỹ thuật dọn sạch những bãi nước đọng trên mặt sân. Thậm chí, chính huấn luyện viên người Hàn Quốc còn chỉ bảo cụ thể cách hắt nước thật nhanh và gọn nhằm đảm bảo chất lượng sân cũng như thời gian tập luyện của cả đội. Thời gian tác nghiệp của giới truyền thông trước buổi tập cũng được giới hạn đúng 15 phút. Sau đó, toàn đội sẽ tập kín với những bài tập lắp ráp đội hình và chiến thuật. Càng cận kề ngày thi đấu, sự chuẩn bị càng trở nên kỹ lưỡng, sự tập trung cũng được đẩy lên mức tối đa. Nhưng những điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ. Thay vào đó, họ sẽ cố gắng thể hiện để tìm kiếm cơ hội ra sân. Thầy cũng bảo là đừng vì đây là giải đấu cuối của thầy, nên là giải đấu cuối của thầy mà đặt nặng về vấn đề thành tích, nên là cứ thi đấu làm sao cho thoải mái nhất để không ảnh hưởng đến tâm lý lúc thi đấu. Vấn đề đánh giá thì chắc là để huấn luyện viên đánh giá. Còn cơ hội thì đều chia đều cho từng thành viên trong đội tuyển, thì em nghĩ là chắc là sự lựa chọn thì do huấn luyện viên lựa chọn xem là từng đối thủ hoặc là cái chiến thuật ra sao, thì em nghĩ là do huấn luyện viên này. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện 2 tiếng một ngày đến hết ngày 19 tháng 12. Dự kiến ngày 20 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tham dự buổi họp báo trước trận vào buổi sáng. Sau đó, buổi chiều toàn đội sẽ có buổi tập chính thức trên sân vận động quốc gia Lào. Tại vòng chung kết U21 quốc gia, cuộc đối đầu giữa U21 Hà Tĩnh và U21 Đồng Tháp diễn ra vô cùng hấp dẫn. Đội bóng xứ Sen Hồng nhập cuộc đầy tự tin, nhưng với lợi thế sân nhà cùng với bản lĩnh thi đấu, đội bóng xứ Nghệ đã có cuộc lội ngược dòng thành công. Là đội chủ nhà, U21 Hà Tĩnh nhập cuộc tốt hơn và chủ động chơi tấn công trước U21 Đồng Tháp. Tuy nhiên, sau hiệp 1 không thể ghi bàn, đội bóng này để cho đối thủ vùng lên với bàn mở tỷ số ở phút 68. Phải bước sang những phút bù giờ, cụ thể là phút 90+2 và 90+5, Đình Bắc và Minh Quang mới ghi liên tiếp hai bàn để giúp U21 Hà Tĩnh ngược dòng giành thắng lợi 2-1. Ở trận đấu còn lại của bảng C, U21 Gia Định cũng có chiến thắng với tỷ số 3-1 trước U21 Viettel. Kết quả này giúp U21 Gia Định tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng với 3 điểm cùng hiệu số dương 2. Tại bảng B, cuộc đối đầu giữa hai đội U21 Hà Nội và U21 Học viện Bóng đá Nutifoot là màn tái hiện trận chung kết của mùa giải 2021. Sau 90 phút căng thẳng, chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ Hà Nội với tỷ số cách biệt 2-0. Trong trận đấu muộn cùng ngày, cú hat-trick của tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã giúp cho U21 BKMS Bình Dương đánh bại U21 Khánh Hòa với tỷ số 3-1. Tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội và Quảng Ninh đã cống hiến cho khán giả trận cầu hấp dẫn trên sân vận động Cửa Ông. Thế trận giằng co quyết liệt đã diễn ra, nhưng với lối đá thuyết phục hơn đã giúp cho chủ nhà bắt kịp Thành phố Hồ Chí Minh trên bảng xếp hạng. Vừa qua trên sân vận động Cửa Ông, hai trận đấu trong khuôn khổ môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc đã được diễn ra. Với lợi thế sân nhà, Quảng Ninh giành thắng lợi xít sao 1-0 trước Hà Nội. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện ở phút 53. Ở diễn biến còn lại, nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh bại nữ Hà Nam với tỷ số 4-0. Kết quả này giúp các cô gái đến từ miền Nam tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm sau 3 lượt trận, cùng hiệu số bàn thắng 7 là dương 8. Ngày mai 20 tháng 12, môn bóng đá nữ sẽ thi đấu lượt trận cuối cùng. Tiếp theo sẽ là tin tức tổng hợp. Mở đầu là thông tin chuyển nhượng. Sau sự rời đi của tiền vệ Đức Huy, Đoàn Văn Hậu là cái tên tiếp theo nói lời chia tay với câu lạc bộ Hà Nội. Mặc dù hợp đồng vẫn còn 1 năm với đội bóng thủ đô, nhưng hậu vệ sinh năm 1999 muốn tìm bến đỗ cho riêng mình. Thông tin này sẽ khép lại bản tin của bóng đá Việt ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.
giải đấu danh giá nhất Đông Nam Á trở lại. Cùng thể thức sân nhà sân khách. Tất cả các trận đấu, tất cả những khoảnh khắc sẽ là chứng nhân cho sự phát triển của bóng đá khu vực. AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 bắt đầu từ 20 tháng 12 đến ngày 16 tháng 1, trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.